ghê. Má phải chữ nghe. Không ra nè. Ngon. Ngon ngon. Quá quá ngon. Ngon. Nhìn trong ống này mới đã. Cái gì chép gì? Điểm này chép ống, chép cái gì? Ờ, chú hoài ống tay. Chú hoài cho tôi ăn. Mới hoài luôn á. Mới ăn mà quay sao được hả? Tao khổ, nó ăn nó quay. Mình Việt Nam mình ăn mình quay. Chặt luôn. Má Hai coi đi. Để má Hai coi này. Ăn cái chỗ chẳng cho ăn chỗ này à. Nè, chỗ này nó mới giòn dài mới lạ. Ngon. Chào khán giả một tiếng nghe ăn nó giờ không chào ai hết trơn. Quay có tốn tiền không? Quay có chuyện không? Ngộ hả? Trên không có mặt để kiếm tiền. Phải chữ. Trên của bác mà kêu kiếm tiền. Ăn ngồi quay cứu này ăn gần nào ăn mới ngon. Anh né thằng nét à? Nét lắm. Khỏi mới mua mà. Nó bụng ăn nào mới ngon. Bao con ăn sao á. Dạ. Ông mày mọc. Hai ba trời chảy nước luôn. Thứ nào chịu nổi ngã mặn con chua. Phối hợp với các phải vậy luôn không giữ nhóm tội phạm đi. Ngộ quá à. Mua nước mua nồi người ta uống người ta cho quay. Ồ nó ăn sạch luôn còn vỏ không mà trời. Ra. Yeah. Vỏ không. Thứ nào chịu nổi. Chấm vô nè. Nè anh chấm với ai? Cứt không rồi thôi không cho đâu. Anh chấm anh chấm miếng ngay. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công vô. Nè con dò. Lên xe. Con dò.
chứ. Bỏi bỏi lúc 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 nó biến rồi. Cần vậy không? Quay luôn, chói anh ra. Thôi, đi thôi nào. Hết chưa? Đúng rồi, đúng. Không phải lấy chục con anh. Nặng quá. Nó đâu mày? Còn nè. Nè. Tôi đói bụng, tôi ruột, tôi ăn chứ. Nè. Mới sao ăn. Chú đứng dùng chính diện. Quay. Họ ra nước, bắt nó cao thế. Nó ăn này, nó ăn này không no, nó ra bắp xào rồi. Rồi lấy hai, lấy trứng hộp gà. Cái này nó bú đá nó con mà đầu chúng tôi cho anh. Làm cái cách cho mà chắc. Ai rồi? Thôi chắc miếng đồ quá. Anh hãy vô đi. Nó bán đây rồi, nó vô luôn. Bán này đậu xe vô đập về đây đi. Thầy đưa hộp gà cho nha. Cần quảng cáo cái xe bắp xào không? Giỡn mày, mua bắp xào nó vô rồi. Mua hộp gà. Ghi view cái hộp gà cho người ta biết coi. Mới mua. Giới thiệu coi, ngủ rồi. Còn con chim chép quất lưu cho gửi. Quay mà không muốn tiền. Quay tao phải đầu tư vô kỹ thuật số. Đủ. Trứng thì ngon hơn. Sao nó có lỗ ra ta? Lỗ bơm nước. Nước gì? Ăn chi đa chết ba này. Dùng tiêm chích của mấy thằng chích ma tí á. Nó bơm chất gì vô trong mấy hộp này nè. Rồi nướng lên nó có màu màu đen đen thủm thủm giống như cửa sắt chết ướp vậy. Mở ra thấy không thủm thủm phải không? À. Thủm chết mẹ. Có cái tiêu. Đó thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Đó. Đó là đó. Cắt miếng gạo gói vô. Gói ra tiền của tôi mà. Gói đây nè. Đúng không? Chấm quýu quýu áo 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 tiểu con mà áo áo ngon 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 quá ngon có mùi gì không thúi cha ngại bán lộn một vịt một gà thúi rồi đó. Quay hoài chạy qua đây có nước uống không? Nước không? Ở ra sao múc cả nước lưu cho người mua không ơi. Rồi quay hoài chói mắt quá chú tôi à. Ngon.